Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Cũng lâu rồi mình chưa có được ăn xôi á, nên hôm nay mình làm một dĩa xôi gà nướng hoành tráng luôn. Sau một trận mưa thì cái rau cải mầm của mình nó bị ngã qua ngã lại như này, nên mình tranh thủ cắt rau luôn để gieo cái khác. Sau cơn mưa thì nhìn xung quanh nó mát mẻ lắm, cải mầm này mà trộn xay lá là ngon xỉu luôn á. Trước tiên thì mình ngâm nếp trong vòng 2 tiếng cái đã. Hôm nay mình sẽ nấu xôi màu hoa đậu biếc nha. Mình dùng có 4 hoa thôi và ngâm trong nước nóng như thế này. Nhìn cái màu xanh của hoa đậu biếc mà mình đã con mắt dễ sợ. Cho nước hoa đậu biếc vào nếp để nấu xôi nữa là xong. Bên cạnh đó mình chuẩn bị một ít đùi gà và đem đi ướp nè. Mình khứa gà ra như thế này để khi ướp nó sẽ thấm hơn nha. Ướp chung với 2 muỗng hạt nêm, 1 muỗng đường, thêm một xíu ớt bột và tiêu. Tiếp theo là tương ớt, dầu hào và xì dầu nè. Thực ra thì mình không có thích ăn xôi lắm. Mười mấy năm rồi mình không ăn nên hôm nay tự nhiên mình thèm á. Mình là một đứa không có thích xôi với chè. Chuẩn bị thêm một ít hành tím để làm hành phi nè. Nhà mình hết dưa leo nên mình sẽ dùng cà chua thay thế nha. Ăn kèm với xôi cho đỡ ngán. Món xôi này mà ăn buổi sáng là hợp tình hợp lý luôn. Mình rất là thích cái mùi hành phi. Món gì mà có hành phi là mình ăn rất là nhiều luôn. Tới phần quan trọng này mọi người, mình sẽ làm một cái sốt để ăn kèm với xôi và gà. Sau khi nướng gà bằng nồi chiên không dầu thì mình sẽ dùng cái nước ướp gà nè, cho thêm một tí bột bắp vào, nấu sốt lên cho nó sệt sệt lại nữa là xong. Tất cả đều xong hết rồi nè mọi người. Mời mọi người ăn cùng với mình nha. Cho một ít xôi ra dĩa, cho cà chua và rau cải mầm lên, thêm một ít hành phi lên xôi nữa nè, thêm một cái đùi gà nướng thơm lừng nữa. Nhớ rưới nước sốt sệt sệt lên nha. Nhìn có hấp dẫn không nè, ngon quá trời ngon luôn á. Chưa hôm nay mọi người ăn món gì nào? Miếng xôi của mình nó dẻo vừa, ăn rất là ngon. Thêm sốt và rau các thứ nữa không có bị ngán đâu nha. Lâu lắm rồi mình mới ăn lại xôi thấy khá là ngon. Miếng gà nướng của mình thơm lừng và rất là đậm đà luôn nha. Nếu chưa nay mọi người chưa biết ăn món gì thì coi hết video này của mình nha. Bye bye mọi người.